Trong hai ngày 9 và 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đón hơn 3.000 công dân tại các tỉnh, thành phố phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương. Công dân được đón lần này gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người được bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị và khám chữa bệnh, phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Trang đã bố trí 165 ô tô, chia thành 5 đoàn để phục vụ đón công dân và vận chuyển vật tư y tế. Các đoàn đều có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương và xe của tổ công tác. Tất cả các địa phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trong các khu cách ly, đảm bảo an toàn cho công dân khi trở về địa phương. Đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt thì cũng đã thực hiện theo đúng các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Thì trong đó thì cũng đã xây dựng các phương án cụ thể đối với các điều kiện chuẩn bị cho các khu cách ly tập trung. Thì hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng có các khu cách ly là có thu phí và các khu cách ly không có thu phí. Thì toàn bộ các khu cách ly tập trung này đều đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của Sở Y tế để đảm bảo các điều kiện cách ly tập trung nên giữ đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch cho công dân khi mà được đón về địa phương. Để đón hơn 3.000 công dân về địa phương an toàn chia làm hai đợt, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành, đơn vị liên quan cùng các huyện thành phố căn cứ phương án tổ chức triển khai kịp thời, an toàn hiệu quả, đảm bảo sức khỏe người dân và tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19. Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bến xe miền Đông trong thời gian tiếp nhận công dân và đảm bảo an ninh trật tự tại trạm dừng chân Phương Trang. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với công ty Phương Trang điều phối phương tiện, đảm bảo đủ công suất tiếp nhận, vận chuyển công dân về các cơ sở cách ly tập trung của các địa phương. Chúng tôi đã lên phương án chặt chẽ, phối hợp với công an các tỉnh lân cận và công an các đơn vị địa phương để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông và phân công lực lượng dẫn đoàn nhằm đảm bảo cái giao thông thông suốt cho cái đoàn đưa đón bà con về lại tỉnh Lâm Đồng. Việc đưa đón cái đoàn về đến tỉnh Lâm Đồng đã an toàn và đảm bảo được cái giao thông thông suốt. Các địa phương cũng đã đến và đưa các cái đoàn về các địa phương. Trong ngày 9 tháng 10, hơn 2.000 công dân đã về địa phương an toàn trong niềm vui và hạnh phúc. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến chương trình này và có mặt tại cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt để chào đón bà con trở về địa phương. Các công dân khi đón về Lâm Đồng được bố trí cách ly y tế theo từng địa phương trong tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.